Vợ chồng Tuấn Hưng đem siêu xe 16 tỷ gia nhập hội mê tốc độ của Cường Đô La. Cả hai vợ chồng cùng tham gia vào sự kiện này để vừa trải nghiệm vừa thỏa niềm đam mê tốc độ của Tuấn Hưng. Mới đây trên trang cá nhân, Tuấn Hưng đã đăng tải hình ảnh của anh và bà xã trong một chuyến đi chơi đầu năm 2018. Theo đó, cả hai vợ chồng đang tham gia vào một sự kiện tụ họp với những người bạn trong hội siêu xe. Được biết, đây là một chương trình mà Cường Đô La từng tổ chức vào năm 2011 và sau 7 năm mới được thực hiện. Các tay chơi xe hạng sang sẽ cùng nhau đi một hành trình dài đến các thành phố. Bà xã tháp tùng Tuấn Hưng trong chuyến đi lần này, cô cũng khá ủng hộ niềm đam mê tốc độ của ông xã. Dàn siêu xe này sẽ xuất phát từ Hà Nội đi đến các tỉnh thành. Rất hiếm hoi người dân mới có thể tận mắt chiêm ngưỡng được dàn xe hơi khủng cùng xuất hiện với nhau. Tuấn Hưng mang người bạn 16 tỷ đồng tham gia vào sự kiện đặc biệt này. Theo đó, Đàm Thu Trang cũng đồng hành cùng với người yêu tham gia vào chương trình năm nay, là một tay chơi xe nổi tiếng nên Cường Đô La không thể vắng mặt ở những sự kiện hoành tráng như vậy. Được bạn gái đồng hành cùng lần này, Cường Đô La cảm thấy rất hào hứng. Chắc chắn Hương Giang Idol sẽ lên ngôi Hoa hậu tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Hương Giang được đánh giá cao không chỉ về hình thể trí thức, mà còn ở sự khéo léo thông minh, phong thái chuyên nghiệp và luôn biết làm bản thân tỏa sáng. Hương Giang là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, một cuộc thi sắc đẹp lớn nhất dành cho các người đẹp chuyển giới trên khắp hành tinh. Ngay từ khi rộ lên thông tin, Hương Giang gần như nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của công chúng, bởi người đẹp có đầy đủ tố chất phù hợp khi trở thành đại diện của nước nhà mang chuông đi đánh xứ người. Gương mặt nữ tính là điều không thể phủ nhận ở Hương Giang. Ngay từ lần đầu xuất hiện trước công chúng, nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi cô công khai là người chuyển giới, bởi trước đó hầu như ít ai nhận ra. Xuất thân là ca sĩ, Hương Giang luôn ý thức được việc phải đẹp trước công chúng. Cô tích cực chăm sóc bản thân, tập luyện để giữ gìn nhan sắc và vóc dáng. Hương Giang còn được khen ngợi là mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất showbiz Việt hiện tại. Người đẹp sở hữu sắc vóc lý tưởng, thân hình cân đối với chiều cao 1m7, cân nặng 50 cùng những đường cong bốc lửa. Quan trọng hơn vẫn là thần thái, người đẹp luôn biết cách tỏa sáng, từ những hoạt động giao lưu bên lề cho đến khi bước vào những phần thi phụ. Chính vì thế Hương Giang hiện tại đang được đánh giá cao và nổi bật giữa dàn người đẹp của cuộc thi. Thậm chí, dù chỉ sau vài ngày nhập cuộc, nhưng Hương Giang đã được bạn bè quốc tế khen ngợi và dự đoán cô sẽ góp mặt trong top 3 chung cuộc. Cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 mới đi được 1/3 chặng đường, nhưng Hương Giang đã tạo được ấn tượng tốt. Cô không chỉ gây chú ý với nhan sắc nổi trội, giao tiếp khéo léo thông minh, mà ở những khoảnh khắc bên lề cuộc thi như giao lưu, chuyện trò, chụp ảnh cùng các thí sinh khác, đại diện Việt Nam tỏ ra rất hòa đồng và nổi bật. Dù không phải là người có kinh nghiệm ở những đấu trường nhan sắc, nhưng xuất phát điểm là ca sĩ, thường xuyên đứng trên sân khấu, nên Hương Giang có lợi thế về kỹ năng trình diễn và sự tự tin. Chính những điều này giúp cô biết nắm bắt cơ hội, làm thế nào để mình luôn có thể nổi bật và tỏa sáng. Nếu những thí sinh Việt dự thi nhan sắc quốc tế, khả năng ngoại ngữ luôn bị chê mắc lỗi trang phục hay trang điểm, thì sự thể hiện của Hương Giang lại gần như chưa gặp bất cứ lỗi nào. Trái lại, cô liên tục thuộc top thí sinh nổi bật. Vốn tiếng Anh của Hương Giang rất đáng khen ngợi và nó đã giúp nữ ca sĩ rất tự tin trong giao tiếp. Trong buổi trả lời phỏng vấn cùng báo chí, dù không biết trước được kịch bản hay có sự chuẩn bị trước, nhưng Hương Giang đã có câu trả lời thông minh, thuyết phục và trôi chảy. Câu chuyện thay đổi cuộc đời và ngoại hình của Hương Giang có lẽ cũng chỉ giống những thí sinh đến với cuộc thi này khi tất cả đều là những người từng trải qua sự miệt thị hay chịu đau đớn để được sống là chính mình. Tuy nhiên, cách Hương Giang kể lại chuyện mình thì lại rất khác. Trong buổi phỏng vấn với báo chí Thái Lan, khi nhận được câu hỏi về lý do tại sao đến với cuộc thi từ Diana, Hương Giang đã biến câu trả lời của mình thành một câu chuyện xúc động và nhân văn. Điều khiến khán giả ấn tượng, câu chuyện mà Giang kể lại bắt nguồn từ câu hỏi ngược lại MC đang trò chuyện với mình. Tôi hỏi bạn một câu được chứ, giả sử trong tương lai, những đứa con của bạn muốn được chuyển giới, bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ ủng hộ bằng mọi cách. Câu trả lời của Diana chính là bắt đầu câu chuyện của Hương Giang. Lý do nằm trong câu chuyện của tôi. Bố mẹ đã không ủng hộ khi tôi muốn chuyển giới. Họ mặc định là cái cây phải có màu xanh, chứ không thể nào có màu hồng. Và đó là lý do họ không chấp nhận tôi chuyển giới. Tôi đã đến Thái Lan một mình để tìm lại chính bản thân, trở thành phụ nữ.
Tôi tin tôi sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, là một người tốt. Lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay là tôi muốn mang câu chuyện của mình đến với nhiều gia đình trên thế giới. Khi họ vẫn chưa chấp nhận những đứa con của mình, tôi muốn lan truyền thông điệp để họ cho con cái được chuyển giới. Bởi ở Thái Lan, những người chuyển giới đều rất tuyệt vời và tốt bụng. Câu trả lời tự tin và đầy thuyết phục của Hương Giang đã khiến Hot Diana thốt lên: bạn thực sự tuyệt vời và tôi sẽ ủng hộ cho bạn trong cuộc thi này. Khéo léo và phong thái chuyên nghiệp, chỉ mới 1/3 chặng đường nhưng cách mà Hương Giang tỏa sáng đã khiến công chúng không có gì phải hoài nghi về việc cô sẽ có một thành tích tốt hơn. Và đó là lý do khiến chúng ta phải đặt niềm tin tuyệt đối vào cô, động viên cô giành chiến thắng. Bị Hari Lu xem mình là bất bình phong, phản ứng của Miyu bất ngờ thế này. Phản ứng của Miyu khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Sau 2 năm phục hồi sức khỏe và phẫu thuật những vết thương ở mặt do tai nạn, Hari Lu đã trở về Việt Nam hội ngộ khán giả. Nam diễn viên đã có những buổi phỏng vấn cùng giới truyền thông. Câu hỏi Hari Lu nhận được nhiều nhất là mối quan hệ với Miyu. Nam diễn viên không ngại ngần chia sẻ: Hari và Miyu như anh em vậy. Miyu là một người mà Hari rất hâm mộ bởi vì cô ấy khá là đa dạng. Cần Miyu đàn ông thì Miyu sẽ manly, Miyu có thể kinh doanh, làm việc độc lập. Nhưng lúc muốn cô ấy nữ tính thì Miyu đóng vai bánh bèo cũng được. Mấy lần Hari bị nói cái gì cái kia, Miyu cũng lên tiếng bênh vực, làm cho Hari cảm thấy sao mà manly quá, ga lăng quá. Thực sự Miyu đối xử với Hari rất tốt. Miyu và Hari khá thân thiết sau lần hợp tác trong phim điện ảnh 4 năm hai chàng một tình yêu. Sau lời chia sẻ từ Hari, Miyu bất ngờ đăng một status, trong đó trích lại nội dung phỏng vấn của bạn: ngon quá ha, dám lôi tôi ra làm bất bình phong hả? Tội này đáng phạt 10 ly trà sữa. Ngay sau dòng trạng thái cố tình trêu đùa của Miyu, Hari Lu cũng để lại bình luận chấp thuận yêu cầu từ cô bạn thân. Miyu nhanh chóng đáp trả: bình phong phải có giá của bình phong chớ, khiến các fan khá thích thú. Miyu chia sẻ đoạn trích từ bài phỏng vấn của Hari Lu khá hài hước. Cả hai bình luận qua lại khiến fan vô cùng hào hứng và thích thú. Không thể tin, đây là diện mạo mới của Siêu Black sau 6 năm ở ẩn khỏi V-Big. Siêu Black chia sẻ thời gian này chỉ bị nhiều bệnh nên cơ thể không thể tăng cân được nữa. Hiếm hoi tái xuất sau thời gian ở ẩn, Siêu Black khiến nhiều người bất ngờ bởi nữ ca sĩ gầy đi rất nhiều, gương mặt chị cũng có phần tiều tụy khắc khổ hơn so với trước đây. Siêu Black lần đầu trải lòng về cuộc sống khốn khó của mình. Theo đó, Họa Mi Núi Rừng cho biết chị sống ở quê nhưng khi có việc thì vẫn về Sài Gòn. Chị đi hát gần 30 năm rồi nên có tiếp tục hát nữa hay ở nhà thì cảm giác không thay đổi. Việc đi hát với nữ ca sĩ cũng không quá quan trọng mà chủ yếu là giữ gìn sức khỏe. Giải thích về việc sụt cân, Siêu Black cho hay vì thời gian này chị có nhiều bệnh trong người nên mặc dù đã ăn rất nhiều nhưng cơ thể vẫn tự xuống cân. Tuy nhiên chị khẳng định sức khỏe của chị hiện đã ổn định hơn. Tuy gầy hơn nhưng Siêu Black cho biết sức khỏe của chị vẫn ổn định. Siêu Black kể, trước đây chị ngồi bao lâu cũng được, hát vài tiếng cũng không sao, còn bây giờ bị mệt thường xuyên. Chứng kiến cánh đồng nghiệp ra đi sớm, nhất là những người mới tham gia chương trình. Nhưng đã mất, chị buồn và sốc. Đôi khi Siêu Black tự hỏi có lẽ chị cũng có ngày như họ, mới hát đó thôi, nhưng hôm sau sẽ thông báo tin của mình rồi. Cũng chia sẻ trong chương trình, nữ ca sĩ cho hay, hiện tại cuộc sống của chị khá bình yên. Toàn thời gian của mình chị dành cho việc chăm sóc con cháu và đi lễ. Tuy hình thể trông có phần yếu ớt, tiều tụy hơn so với trước đây, song tất cả khán giả đều thừa nhận rằng giọng hát của chị vẫn còn rất máu lửa, đậm chất Siêu Black. Đặc biệt, tinh thần của nữ ca sĩ vẫn luôn lạc quan và vui tươi. Nữ ca sĩ xuống cân khá nhiều, diện mạo trông cũng có vẻ tiều tụy hơn. Siêu Black thừa nhận về con tum sống, ít đi hát, thu nhập của chị hiện tại không bằng ngày xưa, nhưng chị vui vì điều đó. Không đi show, nữ ca sĩ chỉ hát cho các chương trình của nhà thờ. Được hát nhà thờ như sống trong tình yêu thương của Chúa, tâm hồn cô thoải mái nhẹ nhàng hơn. Nếu không có niềm tin đó, chị không thể sống được đến bây giờ. Trước khi vụ scandal vỡ nợ được lan ra, Siêu Black vẫn là một ngôi sao. Mặc kệ những lời đồn đoán, Họa Mi Núi Rừng vẫn là một cái tên có sức nặng trong làng giải trí. Còn nhớ trước khi vụ ồn ào vỡ nợ xảy ra, chị vẫn đường hoàng ngồi ghế giám khảo của một chương trình giải trí lớn với tiền cát-xê tính bằng 100 triệu.
Chỉ sau một thời gian, Sue Black xuất hiện với gương mặt u sầu, hằn lên những vết gợn của mệt mỏi âu lo. Hiện tại, chị đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Từ ngày ở bên Hồ Ngọc Hà, Kim Lý đã sành sỏi tiếng Việt đến mức này đây. Đọc những bình luận của Kim Lý với người thân trên mạng xã hội, ai cũng bất ngờ vì sự thay đổi này của nam diễn viên. Là người gốc Việt nhưng sinh sống ở nước ngoài lâu năm, Kim Lý không thể nói hay dùng chữ Việt như mọi người. Đến hiện tại điều này đã cải thiện khá nhiều. Có thể nói từ lúc công khai tình cảm và ở cạnh Hồ Ngọc Hà, Kim Lý chăm chỉ sử dụng ngôn ngữ Việt hơn hẳn. Dẫu vậy người ta thường nói phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, nên nam diễn viên phải dành ra thời gian khá nhiều để học tiếng Việt. Chính quản lý của nam diễn viên cũng bất ngờ về khả năng sử dụng tiếng Việt của anh. Từ người không sành sỏi tiếng Việt, giờ đây Kim Lý đã có thể bình luận với mọi người qua lại bằng ngôn ngữ này. Theo chia sẻ của nam diễn viên thì mỗi ngày anh đều dành 2 tiếng ra để học cách dùng và nói tiếng Việt. Dù rất khó, nhưng Kim Lý cho biết mình không đầu hàng, thậm chí anh rất vui vì mình có thể viết và trò chuyện nhiều hơn bằng thứ tiếng này. Thời gian gần đây, anh thường xuyên chia sẻ dòng trạng thái lên trang cá nhân bằng tiếng Việt. Trước đó anh và Hồ Ngọc Hà cũng thường xuyên đối thoại ngọt ngào, khiến ai cũng phải ghen tị. Anh công khai gọi nữ ca sĩ là em yêu trước sự chứng kiến của mọi người. Kim Lý là một diễn viên người mẫu nổi tiếng người Thụy Điển gốc Việt. Anh là từ khóa được rất nhiều người tìm kiếm. Bởi anh được cho là người tình mới của nữ hoàng giải trí, cặp đôi này bán duyên sau khi Kim Lý tham gia MV Cả Một Trời Thương Nhớ của Hồ Ngọc Hà. Trên mạng xã hội, cả hai liên tục dành lời ngọt ngào và công khai tình cảm với nhau trước đông đảo người hâm mộ.